Nếu bạn đang thất vọng về chính mình, hãy nghe ngay 10 điều này. 1. Không có ai là bất tài và vô dụng cả. Chỉ là bạn chưa ở đúng chỗ của mình và làm đúng sở trường của mình mà thôi. 2. Mỗi người đều có một câu chuyện đằng sau. Khi bạn chưa hiểu hết câu chuyện ấy, đừng phán xét một ai cả. 3. Tất cả mọi thứ, tốt hay xấu, đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn. Hãy đọc cách nghĩ tích cực và kiểm soát suy nghĩ của chính mình. 4. Hãy trân trọng những thứ bạn đang có. Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả, mà là người biết trân trọng tất cả mọi thứ họ đang có. 5. Trước khi nói một điều gì đó, hãy tự hỏi mình 3 câu sau. Điều này có đúng sự thật không? Điều này có cần thiết không? Điều này có mang lại thông điệp tích cực cho người nghe hay không? 6. Hạnh phúc là một sự lựa chọn. 7. Không có ai hạnh phúc mà chưa từng biết hương vị của khổ đau. Không có ai thành công mà chưa trải qua một lần thất bại. Quan trọng ở chỗ, bạn phải học được cách đứng dậy, bước tiếp, giữ lấy những bài học và đừng bỏ quên nụ cười lại phía sau. 8. Dù hôm nay có tệ đến thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn còn có một thứ được gọi là ngày mai. Hãy đứng dậy và làm lại. Đằng nào cũng phải sống tiếp. Thôi thì hãy sống cho thật hạnh phúc và tỏa sáng. 9. Giận ai thì cũng đừng giận đến ngày mai, nhất là với một nửa của mình. Bởi không ai biết được, đằng sau cánh cửa khép lại kia, mình có còn gặp lại họ lần nữa không? 10. Khi một sự cố xảy đến với bạn, thay vì ngồi than trời trách đất và dằn vặt vì những tổn thương, hãy nghĩ cách làm cho mọi chuyện sáng sủa hơn lên. Bởi chúng ta không kiểm soát được điều gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng phản ứng với tình huống đó theo cách nào, tiêu cực hay tích cực, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của mình. Đứng lên từ chính nơi bạn vấp ngã. 1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Những người bạn thật sự không phải là những người vây lại xung quanh khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh bạn trong lúc khó khăn. 2. Đừng chạy trốn khỏi rắc rối. Hãy đối diện với chúng. Đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống. Đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi và xử lý chúng. 3. Đừng nói dối bản thân. Bạn có thể đã nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. 4. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân. Giúp đỡ người khác, nhưng bạn cũng phải giúp đỡ chính mình nữa. 5. Đừng cố gắng trở thành một người khác. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình, và sẽ có người yêu con người thật của bạn. 6. Đừng bận tâm với quá khứ. Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. 7. Đừng sợ mắc sai lầm. Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả. 8. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua. Mỗi một sai lầm từng xảy ra đều góp phần để bạn chuẩn bị cho tương lai tốt hơn. 9. Đừng cố công mua hạnh phúc. Rất nhiều thứ khiến chúng ta hài lòng hoàn toàn miễn phí. Tình yêu, tiếng cười, những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. 10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác. Nếu chính bạn không cảm thấy hạnh phúc với bản thân, thì làm sao bạn có thể đòi hỏi ai khác làm hộ điều này? 11. Đừng lười nhác. Bạn không thể đứng một chỗ
mà hy vọng mình sẽ tới được đích. 12. Đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng. Vì phần lớn, những cơ hội lớn đều đòi hỏi chúng ta phải thoát khỏi vòng tròn an toàn của mình. Không ai là 100% sẵn sàng cả. Nhưng cứ làm tới đi. 13. Đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do sai lầm. Phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với người xấu. 14. Đừng từ chối những mối quan hệ mới vì các mối quan hệ cũ không tốt. Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có ý nghĩa riêng. 15. Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người. Đừng lo lắng khi thấy người khác giỏi. Thành công lớn nhất là chiến thắng chính mình. Và hãy học cách đối nhân xử thế với mọi người. 1. Nên học cách nói cảm ơn đối với người khác. 2. Đừng cho rằng người khác có nghĩa vụ phải giúp bạn. Người đó tồn tại không phải để phục vụ bạn. 3. Đừng bao giờ thử dùng bí mật của bản thân để đổi lấy một người bạn. Đừng giao bí mật cho gió, gió sẽ phát tán khắp cả khu rừng. 4. Những lời không nói được trước mặt, vậy cũng đừng nói nó sau lưng. 5. Có chuyện gì thì phải nói ra, đừng chờ đợi đối phương hiểu. Vì đối phương không phải là bạn, làm sao biết bạn nghĩ gì? Đợi chờ nhiều, tới cuối cùng có khi chỉ nhận lại đau lòng và thất vọng, nhất là trong chuyện tình cảm. 6. Nghe nhiều hơn, nói ít lại. Hãy cố gắng nuốt lại câu gây tổn thương người khác mỗi khi tức giận. 7. Không nên đánh giá gia đình của người khác, bởi vì những người đó và bạn không có quan hệ. 8. Không nên đánh giá học vấn của người khác, bởi vì trên đời này kiến thức là mênh mông. 9. Không nên đánh giá bất kỳ người nào, cho dù người đó là người bạn xem thường nhất. 10. Không nên vên váo tự đắc, bởi vì có thể ngày mai bạn thất thế. 11. Không nên nói quá phô trương, phải biết rằng bạn cũng chỉ là một người nhỏ bé. 12. Không nên chê bai thần tượng của ai. Mỗi người có một đam mê, một sở thích. Mỗi người theo đuổi một thứ khác nhau. Hãy dành cho nhau sự tôn trọng tối thiểu. Mặc kệ đi. Câu thần chú giúp bạn thoát khỏi guồng quay tiền bạc, quan hệ công danh. Mặc kệ không phải là tức giận, mà đó là quên đi. Mặc kệ không phải là oán trách, mà đó là thay đổi. Mặc kệ không phải là oan ức, mà đó là tha thứ. Mặc kệ không phải là diễn kịch, mà đó là khoan dung. Đứng trước mâu thuẫn, cãi vã, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Làm thế nào để có cách giải quyết tốt nhất? Liệu đã bao giờ bạn thử nghĩ rằng hãy cứ mặc kệ đi? Bạn mặc kệ không phải bạn sợ hãi, nhút nhát, mà khi đó bạn tự tìm cho mình một lối thoát, một chút thời gian để thả lỏng bản thân, để chuẩn bị đối diện với cơn bão lớn trước mắt. Học được cách mặc kệ cũng chính là khi bạn hiểu được nghệ thuật không quan tâm. Khi bạn tổn thương, hãy nói với chính mình rằng, mặc kệ đi, coi tổn thương đó là bài học, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Khi bạn tranh cãi với người khác, hãy nhắc nhở bản thân. Mặc kệ đi, cãi tới cãi lui lãng phí thời gian, hao tổn tâm sức. Khi bạn đối diện với thất bại, hãy thuyết phục chính mình. Mặc kệ đi, đạt được chưa chắc đã là hạnh phúc, mất đi chưa chắc đã là họa, tất cả là duyên trời định. Khi bạn chịu tủi thân, hãy an ủi bản thân rằng, mặc kệ đi, nhẫn nhịn được đó là chí khí, nhượng bộ được đó là trí tuệ.
Chịu tuổi bây giờ, sau này may mắn sẽ tới. Một câu đơn giản mặc kệ đi, kỳ thực chẳng đơn giản chút nào. Cần phải nỗ lực buông bỏ, cần phải thật lòng giải thoát. Cần một tấm lòng khoan dung rộng lượng, cần đủ dũng khí để đối diện. Mặc kệ đi, đó không phải là thỏa hiệp, mà là một loại tâm thế. Mặc kệ đi, đây không phải là bị khuất phục, đó là sẵn sàng từ bỏ. Mặc kệ đi, là an ủi, cũng là tha thứ, là dũng khí và cũng là sự kiên cường. Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng vạn sự như ý. Muốn sống thoải mái thì bạn phải suy nghĩ tích cực. Muốn được vui vẻ thì bạn phải biết đủ. Khi bạn buông bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình, buông bỏ những vật chất không phải của mình, chắc chắn bạn sẽ không còn bán mạng theo đuổi, cũng sẽ chẳng bao giờ cao mài phiền não. Hãy học cách mặc kệ, đừng có so đo tính toán, đừng lo nghĩ quá nhiều. Lúc nào cũng phiền não, há chẳng mệt mỏi hay sao? Lúc nào cũng dài vò vết thương, há chẳng đau sao? So với việc than trời oán trách, chẳng thà mặc kệ mọi thứ, hãy sống cho mình. Chỉ cần cuộc sống bình an, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, chỉ cần ngày qua ngày lạc quan vui vẻ, gia đình hòa thuận, mất đi một chút thì có là gì? Tiền tài không đủ thì có làm sao? An trú trong tâm hồn mới là điều quan trọng nhất.